anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Future X màu bạc đen, còn nguyên bản luôn. Xe được cái là hồ sơ cầm tay sẵn luôn, mua là chở về đến nhà hoặc là đến tỉnh nhà là bằng biển liền luôn nha các bạn. Và nếu mà hình hơn được được biển số đẹp là xe giá nó tăng lên rất là nhiều. Còn là cái xe này thì hiện tại thì nó cũng khá là đẹp rồi, liền là in đó, mua về là đi liền thôi. Và được cái là hồ sơ cầm tay sẵn rồi các bạn, các anh chị mở tỉnh đi không cần phải đợi chờ rút hồ sơ gì cả, mình cho xe chở về là bỏ biển số liền tại tại ở địa phương mình liền luôn. Nếu mà ở thành phố cũng ra tên liền ở tại thành phố, nếu mà ở tỉnh thì cũng ra tên liền ở tại tỉnh luôn. Pin hết nguyên bản luôn, đầu nồi chưa rớt, nước sơn kim từ trên xuống dưới, máy móc khô queo, khô queo luôn, không có một miếng nhớt luôn. Sơn thì pin, xe thì liền lạc sạch sẽ, mua về là đi liền. Đây, đời 2011 luôn nha các bạn, đó, pin luôn, pin giờ ít, đời 2011, màu sơn cặp tay luôn, ra là xuất hóa đơn. Về liền, nói chung là một cái xe khá là liền nè, đẹp từ trên xuống dưới các bạn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau đó. Quá là liền lạc sạch đẹp đó, máy móc thì cực kỳ ngon luôn, để mình xem máy cho các bạn có tiền nhau luôn nha. Cũng nhẹ cho cái là đổ đi. Bán với giá là 21 triệu 500, 21 triệu 500 bao thử bao đấy.